Em xin chào các bác nhá. Đấy, em lên sóng thanh lý nhanh cho các bác hai con này, một con cassette với cả một con CD. Này, nguồn thì vẫn lên, em thanh lý là thanh lý lên không bao sóng chết đâu nha, nhưng mà vẫn thử nguồn cho các bác nhá. Đấy. Này, cassette, cassette. Đấy. Về các bác tự kiểm tra tự test nhá, em bán xả thanh lý nhanh cho các bác luôn. Con này thì là con TL901. Đấy. Hai con đều là L901C và cassette. Em cắm thử đây thì vẫn lên nguồn nhá. Đấy, cơ con cassette này thì vẫn ra vào này. Đấy. Cơ vẫn ra vào nhá. Các phím là không hề bị kẹt này. Không kẹt này. Đó, không kẹt không kia nhá. Rồi, đấy là con cassette là vẫn lên nguồn bình thường nhá. Phía sau này có cổng ra này, cổng vào này. Đấy, cổng vào ở trên, cổng ra ở dưới này. Đấy, nguồn là 100V, các bác phải lưu ý nhá, về cắm đúng điện 100V cho em nhá. Đây là cassette này, còn đây là con Peeler. Đây, vẫn lên nguồn. Con này thì chắc dây cu loa trùng rồi, không ra. Mà tắt nguồn thì vẫn ok. Con này nó bị rơi mất cái núm multi rồi nhá, có nhá. Đấy, và tắt nguồn là vẫn được. Đấy. Về kích thước thì của dòng này size 21 các bác nhá. Đấy, size 21. Rồi, đấy thì hai cái con cassette và CD này thì em báo giá luôn này. Con này thì CD này để có các giá là thôi, con này không ra được cơ đúng không ạ? À đây, vẫn ra này. Đấy, bây giờ thử nó lại ra này. Ra vào này. Em thử play xem nó chạy không nhá. À đây, vẫn chạy nhá. Đấy, vẫn chạy thì thôi, con này để các bác nội mất cái lú multi thôi, để các bác giá là đấy. Đây nhá, lúc gì em thử nó không được, bây giờ thử nó lại được này. Đấy thì thôi, để các bác con này gọi là 680 nhá. 680k. Đấy, lấy bài xem nào. À, lấy bài cái này cơ. Lấy bài có cái này rồi. Nói chung là em chỉ biết là đây nha, em thử là có thấy nó chạy chạy này. Đấy. Thì là em bán tù mù luôn, tại vì con này hàng em chưa vệ sinh gì đâu. Đây. Chưa hề dọn dẹp gì nhá. Hàng chưa dọn dẹp gì luôn nhá, hai con. Đấy. Các bác nhìn bụi là biết đúng không ạ? Em mà vệ sinh rồi là em sẽ lau sạch sẽ cơ. Đấy thì con này về để các bác giá là 6.8 nhá. CD 6.8 này. Nghe nghe khách chuyển khoản ạ. Anh này chắc chuyển khoản gọi lại. Đấy, con này là vẫn chạy nhá. Vẫn chạy này. Đấy. Thì để các bác giá là 6.8 nhá, 6.8. Đây có băng Sony Sonel gì này. Tôi để các bác luôn, tặng các bác luôn nha, nó về kèm tặng các bác luôn. Đấy. Đấy, thế thì để em thử lốt cassette nhé, thử lốt cassette xem có được không. Tại vì con này mà được thì thử con này xem. Tại vì là cái hàng nó chưa về thì em cứ nghĩ là nó không được này, thì có thể là do mắt nó kém. Để thử lốt con này xem nào. Đấy. Thử lốt con này xem. Ồ, được luôn. Quá xịn. Rồi. Con này 6.8. Con này để các bác 600 nhá. Đấy, 600, 6.8. Đấy, thì bác nào lấy cả hai thớt thì lấy nhá. Đấy, đều là mã TL901. Đấy. Nói chung thì em nghĩ là nếu mà các bác mà muốn nó bền hơn nữa thì về phải dọn dẹp đi nhá. Phải mở cái vỏ ra này, mở vỏ mở ra. Sau đó mình phải dọn dẹp hết đi cho em nhá. Dọn dẹp hết bên trong sạch sẽ đi. Và mình cũng lau qua cái mắt đi thì nó mới đảm bảo được các bạn. Mặc dù là CD nó chạy nhưng cái mắt nó kém thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần đĩa nữa. Đấy, thế nên là mình phải gì ạ? Vệ sinh sạch sẽ. Các bác nhá, mở vỏ ra vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó mình đang dùng thì nó sẽ còn được tốt hơn nữa. Đấy, hiện tại em thử đây thì vẫn được. Thì con này để các bác là 600 này, CD là 6.8. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. Vâng, xin chào hai bác. À, xin chào các bác nhá.